Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 nhằm vào ngày 26 tháng 7 năm 2013 âm lịch. Và trước cái nóng oi ả của miền Nam California, ngoài trời nhiệt độ hôm nay đã lên tới 88 độ. Như quý vị thấy trong không khí trang nghiêm của tất cả các đồng bào Phật tử tại miền Nam California có mặt tại chùa Trúc Lâm Yên Tử để đón mừng lễ Phật đản năm 2013. Chúng tôi nhóm thực hiện chương trình của Lido Sài Gòn TV gửi đến quý vị thiên phóng sự đại lễ Vu Lan tại chùa Trúc Lâm Yên Tử. Và bên cạnh chúng tôi là Hòa Thượng Thích Minh Nguyện đã 27 năm cống hiến cuộc đời của Ngài với Trúc Lâm Yên Tử. Kính thưa Hòa Thượng, trước tình hình thế giới cũng giống như tất cả các biến loạn đang xảy ra ở khắp nơi, như đặc biệt hôm nay tại Syria, nhân mùa Vu Lan tháng ngồi hôm nay, Hòa Thượng muốn nhắn gửi với đồng bào Phật tử tinh thần gì của Trúc Lâm Yên Tử năm nay thưa Hòa Thượng? Dạ thưa, thì chùa Trúc Lâm Yên Tử cũng được đó là mang cái tên đó là ý nghĩa, là cũng trong đó có vị tổ gọi là Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, cũng là một cái bậc quân vương đã từng cầm quân để đánh, gọi là đánh lại giặc ngoại xâm phương Bắc thời đó để bảo vệ sự độc lập hoàn toàn cho đất nước Việt Nam. Thì trong tình hình thế giới ngày hôm nay, nhân mùa Vu Lan, thì chư Tăng chúng tôi cũng như toàn thể chư Phật tử cũng xin thành tâm kính nguyện cầu chư Phật thùy từ gia hộ cho tất cả mọi nơi, quốc dân được an lạc, thế giới được hòa bình, và nhất là những người lãnh đạo những đất nước độc tài họ sớm thức tỉnh để có một cái nhìn đó là chính quyền, đó là chính quyền của dân, thì phải bảo vệ dân, bảo vệ đất nước, bảo vệ tổ quốc. Nếu không có người dân thì mình làm tổng thống, mình làm thủ tướng hay bất cứ chức vụ gì thì mình làm với ai? Thành ra phải có người dân, mình phải biết bảo vệ người dân. Và nếu không biết gọi là thương nước và thương dân thì một ngày nào đó, có nhiều khi mình ăn năn thì đã muộn, vì người dân khi mà sức chịu đựng quá mức thì có thể họ sẽ đứng lên, họ giành, họ đòi lại những cái gì mà đã mất, đã bị cưỡng đoạt. Thì đó là lời của tôi trong cái ngày Vu Lan tháng hội. Có mặt tại Trúc Lâm Yên Tử năm nay trong mùa Vu Lan tháng hội có một số các hòa thượng, thượng tọa Đại Đức Chư Tăng Ni có mặt đến cùng với Hòa Thượng Minh Nguyện để cử hành và chứng minh đại lễ mùa Vu Lan năm 2013. Năm nào đại lễ Vu Lan tháng hội cũng có mặt tham dự của tất cả các giới trẻ. Như quý vị thấy hôm nay, một gia đình Phật tử đã có hai người thuộc thế hệ trẻ là cô Như Quỳnh và cô Thùy Vân. Thế hôm nay nóng như vậy mà làm sao hai cô bỏ đi đến để tham dự cái đại lễ Vu Lan tháng hội với năm nay với mục đích gì nè? Dạ, tại vì lễ Vu Lan mỗi năm chỉ có một lần thôi ạ, nên con cũng cố đi với bố mẹ cho vui. Vâng. Thế cô Như Quỳnh, năm nay Vu Lan đến đây thì cô mang ý nghĩa gì? Cô muốn cầu nguyện năm nay với cái điều gì với trong cái lễ Vu Lan năm nay? Dạ, con muốn cầu mong sao cho bố mẹ con lúc nào cũng khỏe mạnh với sống lâu với tụi con. Thế còn ngoài ra cô chị cầu nguyện như vậy thì cô muốn cầu nguyện gì thêm? Dạ, sống lâu, sống khỏe, không có bệnh tật, ốm đau gì hết, chỉ hạnh phúc mà thôi. Tất cả các đức chư tăng cũng giống như Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức và các ni sư, ni cô đang từ từ bước vào hội trường để chuẩn bị đón mừng đại lễ Vu Lan 2013. Và mở đầu chương trình thì đoàn Lân bước vào hội trường để đón mừng tất cả các đại đức, các chư tăng, các hòa thượng có mặt trong buổi lễ, cũng giống như toàn thể đồng hương Phật tử đến tham dự và chào mừng đại lễ Vu Lan tháng hội 2013. Sau khi đoàn Lân trình diễn để mừng đại lễ Vu Lan tháng hội 2013 thì các đồng hương Phật tử đã lần lượt đi để cài tất cả những hoa màu trắng trên áo của các đại vị chư tăng cũng giống như Đức Tăng Ni để mừng Vu Lan tháng hội. Và ý nghĩa gắm hoa để nói lên tinh thần báo hiếu và biết ơn tất cả các chư tăng cũng giống như Tam Bảo và quốc gia dân tộc trong mùa Vu Lan 2013. Mở đầu buổi lễ mùa Vu Lan tháng hội 2013, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, viện chủ chùa Trung Lâm Yên Tử đã giới thiệu tất cả các quan khách và đưa đại đức chư tăng hòa thượng đến tham dự buổi lễ, và đặc biệt cũng như phái đoàn của các ni sư và ni cô chỉ dạy cho một cách báo hiếu và cứu độ mẹ. Và cũng kể từ đó thì truyền thống hiếu đạo đó được tiếp tục truyền từ đời này sang đời khác, và tất cả những người có
con Phật chúng ta đã tiếp nối truyền thống hiếu đạo đó. Và hôm nay thì cũng trong truyền thống báo hiếu đó thì chúng con kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng cũng như quý ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô và tất cả quý đồng hương quan khách Phật tử cùng về tại chùa Trúc Lâm Yên Tử để cử hành đại lễ Vu Lan Thắng Hội. Lời đầu tiên chúng con xin chân thành cảm tạ chư tôn đức tăng và quý ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô cũng như toàn thể chư vị nam nữ Phật tử, quý đồng hương quan khách đã đáp lời mời của chúng con và chúng tôi để quan lâm về đạo tràng chùa Trúc Lâm Yên Tử tham dự đại lễ. Vậy thì trong phần nghi lễ tiếp trước thì có thể có những cái điều sơ xuất thì kính mong chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni từ bi quan hỷ cũng như tất cả quý Phật tử nam nữ cũng quan hỷ cho nếu có những cái phần sơ sót. Và thứ đến thì cũng trong ý nghĩa báo hiếu thì ngoài việc những người con thảo cháu hiền chúng ta báo hiếu cho phụ mẫu hiện tiền cũng như quá khứ phụ mẫu thì trong tinh thần của người Phật tử chúng ta còn báo hiếu đối với đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni và chư vị Bồ Tát các bậc cao đức, vì các ngài đã chỉ chúng ta một con đường sáng, một con đường tu học, một con đường an lạc, một con đường giải thoát. Và cũng nhờ ân đức giáo hóa các ngài, gương hạnh sáng chói các ngài mà tất cả chúng ta có được một con đường sáng suốt hạnh phúc. Hạnh phúc không phải chỉ mỏng manh mà hạnh phúc miêu viễn, bất tử. Vậy trong truyền thống báo hiếu đó thì trong ngày hôm nay tất cả chúng ta cùng hướng lòng thành về đức bổn sư từ phụ Thích Ca Mâu Ni, mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như ngài đại hiếu Mục Hiền Liên Tôn Giả cùng toàn thể chư vị thánh tăng. Chúng ta cùng hướng về với tất cả tâm thành và nguyện cầu cho tất cả mọi người Phật tử chúng ta cùng mở rộng lòng từ bi hỷ xã và tiếp nối sự nghiệp sáng suốt để hoàn truyền chánh pháp. Và sau cùng thay mặt ban tổ chức thì chúng con xin kính nguyện cầu chư Phật thùy từ gia hộ cho chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng cũng như quý ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô được thân tâm thường lạc và đạo nghiệp sớm yên thành để hướng dẫn chúng sinh trên con đường vô thượng giác. Và chúng tôi cũng kính cầu tam bảo gia hộ tất cả chư vị nam nữ Phật tử, quý đồng hương, quý vị quan khách hiện diện trong buổi lễ sức khỏe cũng được dồi dào, gia đình luôn được hạnh phúc và tất cả mọi sở cầu sở nguyện đều được thành tựu mỹ mãn, nhất là bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng và kiên cố để tu hành cũng như ủng hộ đạo pháp. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành kính chúc tất cả chư vị nam nữ Phật tử và quý viếng luôn được mọi sự an lành và sẽ cầu như ý. Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tát Đại Chứng Minh. Cho ta bà giáo chủ điều ngữ bổn sư từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa quý vị, sau hồi chuông được vang lên, Hòa Thượng Thích Thiện Viên đã chủ lễ mùa Vu Lan Thắng Hội năm 2013 cùng với sự chứng minh của tất cả các hòa chư hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni và tất cả quát ni sư giống như ni cô của tu viện chùa Dược Sư. Kính thưa quý vị, sau phần nghi thức tôn giáo mừng đại lễ Vu Lan Thắng Lợi 2013 đã được diễn ra tại nghi Trúc Lâm Yên Tử, hơn 300 đồng hương Phật tử đã có mặt và sau đó tất cả các phái đoàn của các chư đại đức chư tăng hòa thượng đã đi vào nhà trai và tất cả các Phật tử đã hoan hỷ ở lại chùa Trúc Lâm Yên Tử để dự lễ tiệc chay do chùa khoản đại. Chúng tôi nhóm phóng viên của Lido Sài Gòn TV gửi đến quý vị những hình ảnh của đại lễ Vu Lan 2013 tại Trúc Lâm Yên Tử.